Sáng ngày 5 tháng 10, tại trung tâm thể thao Get Fit Gym and Yoga, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, giải bắn cung cúp quà tặng băng dương trong khuôn khổ Đại hội thể thao doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 5 năm 2019 đã diễn ra với sự tham gia của 75 cung thủ gồm 50 nam và 25 nữ. Thể thức thi đấu môn bắn cung được áp dụng với khoảng cách bia 6 mét. Cụ thể, ở vòng loại, mỗi vận động viên tham gia bắn 3 lượt, mỗi lượt 3 mũi tên. Điểm số vòng này được tính trên tổng điểm của 3 lượt bắn. Vòng tiếp theo, các vận động viên thi đấu theo hình thức xương cá, tức là vận động viên thấp điểm nhất sẽ gặp vận động viên cao điểm nhất. Mỗi vận động viên bắn 3 tên, thắng được tính 2 điểm, thua 0 điểm và vận động viên nào tới 6 điểm trước sẽ được đi tiếp vào vòng sau. Ở vòng đấu thứ 3, các vận động viên cao điểm nhất ở vòng 2 tiếp tục thi đấu. Người thắng cuộc sẽ được vào vòng tranh nhất nhì 3. Sau 6 giờ tranh tài sôi nổi, vận động viên Lê Quang Mẫn đến từ câu lạc bộ bắn cung Nhà văn hóa thanh niên đã giành được cúp vàng ở nội dung nam và vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lệ, chuyên viên ngân hàng VPBank đoạt cúp vàng ở nội dung nữ. Dưới đây là kết quả của giải bắn cung cúp quà tặng băng dương. Nội dung nam. Hạng nhất, vận động viên Lê Quang Mẫn. Hạng nhì, vận động viên Nguyễn Tiến Dũng. Hạng ba, vận động viên Nguyễn Huy Trực. Nội dung nữ. Hạng nhất, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lệ. Hạng nhì, vận động viên Hoàng Thị Nguyệt Anh. Hạng ba, vận động viên Nguyễn Lê Kim Bình. Giải thưởng phụ, thần thái và mũi tên đẹp thuộc về vận động viên Dương Thị Kim Chi. Cung thủ cao tuổi nhất thuộc về vận động viên Trần Tuấn Anh. Giải cặp đôi thuộc về vận động viên Lê Quang Mẫn và vận động viên Lê Nguyễn Kim Bình. Cái giải bắn cung năm nay, cái vận động viên tham gia thì gấp đôi năm ngoái. Năm nay là với vận động viên nam là 50 và nữ là 25. Cơ cấu giải cũng khá là cao và có bổ sung thêm một số giải phụ như là giải người lớn tuổi thi đấu, giải nữ thằng Thái có mũi tên đi đẹp và giải phụ là cặp đôi có số điểm cao nhất. Hôm nay em đạt giải, em được đạt giải huy chương vàng, em rất là vui và sung sướng. Em cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn mọi người đã tổ chức ra một cái chương trình bắn cung 2030 tuyệt vời như vậy.